Ê, dạ. Ồ, kỳ mẹ danh thức ăn đấy. Xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ tôi cùng chị Mai đang chuẩn bị một ít thức ăn cho kỳ mẹ đây. Đây là khẩu phần của kỳ mẹ. Đây là khẩu phần mà chị Mai đã đặt ra để mà cho kỳ mẹ ăn để có sữa nha. Sau nhiều ngày mà mình cùng chị Mai chăm sóc kỳ mẹ thì mình nhận thấy là kỳ mẹ bây giờ bầu sữa của kỳ mẹ đang to dần và sữa rất là nhiều. Ricky đang chú ý đây mọi người. Ricky hỏi đầu. Lông đang mọc lại nè. Ăn thử không? Nè, cho thử miếng này. Ricky một bị đỏ ha. Ăn giòn chưa? Là thử hết, bây giờ không có ăn đồ chín nữa, bây giờ là tất cả là đều phải ăn đồ sống nha. Mình ở môi trường tự nhiên như thế nào là bây giờ mình ăn như thế nha, Dương nha. Còn cái này là phải bồi bổ cho khỉ mẹ để khỉ mẹ có sữa cho khỉ con ăn nha. Đây là một bữa ăn của khỉ mẹ đó mọi người. Tối cùng chị Mai sẽ cố gắng cho khỉ mẹ ăn nhiều loại thức ăn chứa nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là tăng hàm lượng sữa trong ngực của kỳ mẹ để cho kỳ con nha. Đây rất là nhiều luôn, ba quả trứng luôn, hai quả được rồi. Thôi, bạn đây, bạn của bạn đây này, này đấy, lại bắt đầu trèo đầu cưỡi cổ đó này. Đi lại chèo lên này, vắt sang lên này. Đấy này, vắt sang lên. Cho ngồi đợi được, cho ngồi đợi được. Kì mè đấy. Này. Đây. Chỉ con của ăn à? Chỉ con là mẹ không cho ăn. Thì mẹ không cho ăn đó. Khôn lắm khi là thấy mình à. Đó. Chỉ con leo theo theo kì mè này mọi người, kì mè xuống lấy thức ăn đi, chỉ con lại Ây da. Làm quen với Ricky kìa. Ăn rất ngon rồi nha. Bây giờ là mấy ngày cho ăn ngon, bây giờ hay kén đồ lắm nha. Đầu tiên về là cái gì cũng ăn á. Bỏ luôn này kìa. Chẳng thích bị đỏ đấy. Hôm đầu tiên ăn ác lắm á. Và chưa đâu, đất của quả chuối rồi. Ê, dạ. Ồ, kì mẹ danh thức ăn đấy. Chắc là thích ăn chuối đấy. Hôm trước một mình ăn hết một nải mà. Ricky, ra đây Ricky. Đây này. Ricky ra sao đang ngồi này, nhớ này. Đấy, đúng rồi. Chạy là sợ, đây sợ tranh mất đồ, chạy lên trên cây kìa. Chạy lên cây ăn này. Kìa, leo ăn cây à? Bây giờ toàn leo ăn cây chị ăn thôi nè. Quen rồi đó, trèo cây giỏi lắm luôn. Này. Ngồi đáng này. Màng nhện, trèo cây màng nhện nó dính vào mặt kìa. Cưng không? Đáng nha. Bây giờ mình là khỉ rồi nhỉ? Mình leo cây rồi nhỉ? Trông kìa. Ăn màng nhện đúng rồi. Ăn nhện đấy, bây giờ biết ăn nhện rồi đó. Ăn cà chua không? Thử xem cà chua có ăn không nhá. Này. Thì con chỉ cần uống sữa là no rồi mọi người. Thì mẹ nó ăn cái gì phải ngửi ngửi nhá. Trông nhìn giống Ricky lúc bé nhỉ? À giống Rosie lúc bé, giống công chúa Rosie.
luôn. Chèo ăn hết quả cà chua rồi. Ăn ở trong thôi, ở ngoài vỏ không ăn. Không lắm, tại vì bây giờ có nhiều đồ ăn á. Mình cho nhiều đồ ăn á. Nhìn vú sữa của mẹ khỉ kìa, khỉ mẹ kìa. Căng mà đó. Vú sữa của khỉ mẹ đang căng ra và sữa rất là nhiều nha mọi người. Nên một quả nữa này em. Này. Tò mò. Cho bé khi con miệng. Mẹ nó không cho ăn đâu. Mẹ nó thường sẽ dành cái đồ ăn của các con bé đó. Nó chưa muốn cho ăn đó. Đó, thấy không? Cái kia, cái kia treo lên đây à? À. Cái kia sẽ ngồi nha. Ngồi đấy nha, không cẩn thận là khỉ mẹ đó, sợ khỉ mẹ lấy chạy đi giấu á. Bây giờ thức ăn rồi. Ngồi đó ăn. Chạy một vòng về ra về ăn. Cưng. Anh nghe thấy là không có ai chạy theo anh nữa là anh lại quay lại. Này, chuối nữa nè. Mẹ với khỉ con. Nhìn dễ thương không? Dễ thương. Dễ thương nhưng mà đừng có nuôi nha. Tại vì nhà của khỉ không phải là ở nhà mình nha. Nhà của khỉ ở rừng nha. Còn khi nào mà thấy nhà ai mà có những con khỉ to á, mà không muốn nuôi nữa thì báo cho cô. Và có những con nào mà có những động vật nào mà bị thương á thì đem đến cho cô chú cứu nó cho, rồi cô chú thả về rừng nha. Nhìn khỉ con cưng này thôi nhưng mình đừng nuôi nó nha. Quay à dạ. Khỉ mè danh đấy. Mấy con khỉ này là cô chú cứu nó từ thỏ săn á. À, chăm sóc nó mấy nữa rồi thả nó vào rừng. Thích ngồi chỗ này ăn, thích ngồi ở đây. Còn hóng hớt á, tí nữa khỉ mẹ em lại ra tranh lại chạy. Nào, đây chuối của mình đây. Ăn hết cả nải chuối. U chà. Nào. Bị đây rồi. Mẹ. Này lên rồi. Nào. Trứng này. Ăn trứng này. Trứng cẩn thận từ từ. Không vội vàng, không ăn chanh của mình đâu.
nhìn bình thường như này nha, nhưng mà khỉ mẹ mà ai mà đụng một con khỉ mẹ nó rất hung dữ đó. Ricky trêu. Sao vậy? Đi kiến ngang ngồi nữa đó, cho khi mẹ mình ngồi đó luôn. Thôi để phí. Đi kiến ngang nữa rồi. Nè. Nè nè. Nè. Của mình nè. No rồi con. Không ăn trứng ngon á, không thích ăn cái này nữa đó. Nào đi kì. Ngó ngang ngó dọc một cười lắm. Đấy, trứng nhá. Ăn nhiều sữa về nhiều nè. Cố gắng ăn nhiều cho sữa về nhiều cho em bú nha. Từ từ. Từ 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 từ, không ai lấy của mình cả. Từ 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 thôi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Từ từ thôi, không ai lấy của mình cả. Ricky muốn ăn nhá.